nói cho mọi người ở bên Việt Nam cái idea khi mà giống như ngày mai có chiến tranh thì những người đã chuẩn bị sẵn sàng và những người chưa sẵn sàng thì họ nên làm gì, giống như họ nên nấp ở nhà hay là họ nên chạy ra đường hay là họ nên làm cái gì, kiểu như để cho mọi người có một cái sự chuẩn bị, cái tinh thần để trong giống giả sử trong tích tắc thôi á. Nói không? Chuẩn bị nó có hai dạng để chuẩn bị, ba dạng chuẩn bị. Cái chuẩn bị thứ nhất là chuẩn bị cái bao tử, thấy không? Nhà thương bệnh tật thuốc men thì con thấy giờ nó cũng thiếu thốn rồi đó. Rồi với chạy giặt mà đâu ấy, chạy thời 72 mà đi trên đường đại lộ kinh hoàng nữa đâu con. Rồi đi đường rừng rồi đè nhau, đạp nhau rồi chết. Có cái bà mà chạy đứa bé mà bị săn đốt á, nó không phải đại lộ kinh hoàng nữa, nhưng mà có thể nghe, who knows. Đó là phải chuẩn bị cái bao tử. Còn những người mà không có đủ khả năng chuẩn bị bao tử á, thì chuẩn bị cái tinh thần, cái đó mới quan trọng. Ồ, cái chết là phù du. Cũng giống như bây giờ đang đóng kịch nè, hiện giờ đang đóng kịch đúng không? Cái màn này phụ đầu thai quá trời nhiều kiếp rồi á. Chuẩn bị tinh thần, lỡ như mình có đi, mình đi đau mới quan trọng mà. Còn cái bao tử là chưa biết đi đâu chuẩn bị tinh thần, lỡ như tôi có chết đói thì tôi cái lúc mà cái hơi thở cuối cùng mà ngước ra mà không có hơi vô á thì tôi biết tôi cũng đi về với Thượng Đế, với mẹ của tôi. Cha mẹ sanh tôi ra, tôi về cha mẹ của tôi, đúng không? Tôi không có sân si, tôi không có oán hận một cuộc đời bất công, khổ cực, bao nhiêu đắng cay, sỉ nhục, bi ai, ái tình, bao nhiêu chuyện gọi là bất như ý trong đời tôi, xả hết, xả hết, đừng nhớ gì hết. Đừng có nhớ cái được và cái mất. Tôi về với cha mẹ tôi. Thì đó, chuẩn bị cái đó là quan trọng hơn chuẩn bị cái bao tử. Không biết sụ đây đâu nữa. Okay, chắc nó trong nhà giờ chứ phụ chứ không có gì trong người hết trơn á. Ngoài cái áo thun mỏng này đó con. Mà làm cái clip này á, cũng hơi bất kính với những người hâm mộ. Tự vì sorry, xin lỗi nha. Tự vì sáng đây mà mặc áo vest với cái áo kia vô kỳ quá. Mặc quần này cho thoải mái. Nhìn cho nó dân giả sư phụ. Ủa dân giả chứ lại gì con? Ủa là vua không ngai và hoàng đế không ngai, triệu phú không tiền. Hoàng bào áo giải che thân thì nó vậy thôi. Miễn sao mình đóng phim mà. Mình đóng sao mà cái màn kịch này cha mẹ vui vẻ xuống trần dìu dắt được mớ em út đi về là cho phụ mừng. Quan bào áo giải che thân, nửa tăng nửa tục, nói năng lạ lùng. Sư phụ nói tiếp cho mấy cái người khác đi. Cái chiều hôm nãy sư phụ nói cho mấy người chuẩn bị nữa đó. Hai chuẩn bị phải không? Chuẩn bị bao tử, chuẩn bị tinh thần. Còn cái chuẩn bị nữa là mình nên nhớ khi mình giàu cho một thiên phú, thiên tài, một nhà thơ hay là một nhạc sĩ thì mình cũng đã có làm để lại cho thế gian một cái tài sản quý báu, rất rất là quý báu. Cũng giống như những nhà văn, những nhà thơ, những người viết ra bản nhạc như nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc sĩ Lam Phương có cái bản gì ta? Nhiều bản của nhạc sĩ Lam Phương lắm á. Thì mình để lại một cái tài sản phong phú thì mình phải nhìn lại những cái đó là mình đã làm được một cái gì góp sức cho nhân loại. Khi mình ra đi, những cái đó nó lưu truyền nghìn nghìn năm. Con thấy cái gì già chứ những bản nhạc đâu có già đâu.
đúng không? Còn hoài bao nhiêu trăm năm nay. Rồi những người họa sĩ vẽ tranh, khi lúc vẽ đó bán trời trời đồng bạc không ai mua. Con thấy mấy cái, con thấy nhiều người mà chơi tranh mà hầu như họ bị điên á. Có bức tranh gì mua tới tỷ đô, trời ơi tỷ đô, sư phụ xây hết chừng mấy trăm cái thiên long vàng, mấy trăm cái thiên long sơn trên thế giới, đưa về trời hết, thấy sướng không? Nhiều lúc á rất kỳ, nhiều lúc cái sư phụ ngồi kẻ tại lòng tham chút chút của cái xác phàm, nó cũng lúc nó khởi vậy á, mình cũng hơi buồn. Cái sư phụ mới nói, cha sao biêu gáy, nó là con chim mà nó giàu, thằng Phạm Nhật Dưỡng nó chỉ là con rùa lội thôi, sao nó giàu quá vậy? Bữa nãy làm cái xe VinFast nữa, còn con á, được cái đồng nào phải trả giá mấy nhà thầu ngày hôm qua. Trời, tao thấy bằng mày là mày muốn cắt cổ tao, tao lượng nào rẻ tiền nào. Tại tụi nó mặc đồ vét thì nó phải tốn tiền đồ vét là thấy là nhiều tiền rồi đó. Nhưng mà phải đắn đo dễ sợ lắm đó con. Thì mình để là những bức tranh, những kỷ niệm lưu truyền cho hậu thế. Thì mình phải có nụ cười khi mà cái bụng nó vừa đói thì quên cái bụng đi, phải không? Chuyện gì xảy ra trước mắt quên nó đi. Lúc mà hước hước lên đó, mà hơi mà không vô nữa đó, cười xong là về trời. Đúng không? Tại vì nó cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Chứ không phải là ta đây là Đức Giáo Hoàng, ta đây là Pháp chủ của nước Việt Nam, coi hết tăng đoàn. Nhưng mà vô bệnh viện rồi ăn đóng ống bữa hở ông Pháp chủ vậy đó, rồi cũng xuống địa ngục như thường. Hiểu chưa? Không phải như vậy. Bây giờ có con thấy nó giống như Michael Jackson. Trời ơi, lúc nó chết để lại biết bao nhiêu biệt thự lộng lẫy, nó để lại 500-700 triệu, gia đình nó thưa kiện nhau lấy tiền của nó đó, tan nát đó, đúng không? Rồi cái hồn nó đi vòng vòng trong biệt thự mà nó đâu có được cái tô bánh canh nước dừa này đâu, nó đâu có được cái bánh bao đâu, ai đâu biết nó còn hiện hữu mà cho nó ăn bánh bao. Trời, nó đói. Rồi cái nó cứ ăn mấy cái đồ của nó mà ai đâu biết cho nó ăn. Để khi xuống địa ngục á, lúc nó bị tra tấn á, tại vì móc vô cái lưỡi rồi bắt đầu tự cái miệng của nó ca mấy cái nhạc vậy đó. Mỗi lần cắt lưỡi cái ảnh đau quá không. Rồi cái ở trên thế gian này á, ai ca bản beat it thì beat it là ở dưới ảnh ảnh bị đau thêm chút nữa. Cho nên khi mà ở thế gian á, mà con làm gì mà người ta cứ repeat lại á, làm theo xấu là người đó tội. Mà nói ví dụ như mấy ông thầy thời nay, thầy quốc danh mà là nói tùm lum lạ hết, nói cha nói mẹ nói mấy gì lắm, con nghĩ mấy ông như thế nào? Trời, lúc đó đau đớn dữ lắm. Lúc đó mấy cái hàng đệ tử mà thích đủ thứ cà gù cà gật á, xuống dưới thầy trò nhìn nhau. Lúc đó nói tại sao ông ở trên trò trên thế gian ông gạt tôi làm chi, tôi muốn về trời thôi mà ông nói thiên đứng kiệt này nọ làm tôi chửi thiên đứng kiệt quá, cho nên giờ tôi ở dưới này khóc hụ hụ. Rồi giờ làm sao cứu? Lúc đó thù nghe cũng động tâm á, nghe hụ đài xuống, tức là nhảy xuống thôi, không biết không có tội. Còn nào biết mà cố ý á, thôi để cho nó chừng chút thôi, rồi cũng bắt đầu nhảy xuống rồi cứu. Từ bi là xưa cũng xin cứu hết, cũng như xưa Phật phải xin cho ngài Đề Bà Đạt Ba phải đi xuống địa ngục xin về, giống như ngài má mẹ của Mục Kiền Liên á, làm bánh bao á thì làm bằng a này nhân chai đúng không? Tại nhiên bà đi giết con chó, rồi bà bỏ vô thịt chó rồi cho mấy ông thầy ăn, cho cái tâm mà ác vậy á. Mà mấy thầy người ta có thần thông, người ta biết cái để cái tay giòn vậy ha, cúng nhận lấy lấy cái để vào đây. Cho nên
mình không biết thì dựa cột nghe, không ếch thì ngồi ở đáy giếng, đừng có coi trời bằng dung. Còn mấy nhà lãnh đạo đừng có lấy cái tay mà che ông trời, cơ vận đi hàng nghìn năm nay không có mẻ một sự vụ nhỏ hay sự vụ lớn. Thấy hay á, bảy sư phụ xuất hiện ngày hôm nay ngồi ở đây á, là cơ trời đã tính trước cả nghìn năm rồi. Tới ngày đến giờ sư phụ phải ra đời ở trong một cái đất nước triền miên khói lửa, mà không phải thí dụ ta triền miên khói lửa có ông dùng thôi, giống như Ukraine bây giờ nó bị đánh có ông dùng thôi, và những vùng khác nó cũng bình thường, dân cũng sinh hoạt. Mà sư phụ sinh năm 1975, ngay lúc đó miền Bắc á, thì bị Mỹ dội bom, miền Trung á, thì cũng te tưa chiến sự đường trường Hồ Chí Minh, còn miền Nam á, thì đầm già cán gáo, nó xuống nó thả mấy nhà dân nhà lá không làm gì, có nhà tường cho hộ nó cháy, rồi đói khổ. Ban ngày á, thì mấy chiếc từng cảnh hải quân nó vô mấy con sông của miền Tây á, nó bắn hai bên này nè, dập gì bắn đó. Rồi ban đêm á, thì mấy anh du kích ra đóng thế dân. Ban đêm á, thì có chợ ban đêm, xài bằng tiền có hình Bác Hồ. Ban ngày á, thì xài tiền hình của bên Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Hình hiệu đi mà nói gì dễ hiểu. Ồ, đóng thế hai thứ, cái dân ở đó nó khổ. Sư phụ là dân dùng kinh làng thứ bảy mà. Rồi chạy giặc đó, thì thiên tử sinh ra đời vào thời đó. Rồi cái nhà tự nhiên á, đã chiếc cán gáo đó không biết làm sao á, nó không có định vị hay gì đó. Nó nẻ cái cháy, cháy cái lúc đó gia đình của sư phụ á mới chạy giặc, chạy từ thứ bảy thứ năm rồi cái ra thứ tư ra tới thứ ba, không thứ ba nó có chợ thứ ba ra tới sổ gô, rồi chạy dài là nó đi bộ không mà điên đòn người vậy đó, rồi mang cái bụng cà hệ 9 tháng rồi bắt đầu ra tới tài niên nữa, không khỏi tài niên rồi tới đầu dồi chỗ bến tàu á, bến tàu đi về Vĩnh Thuận Cà Mau kinh làng thứ bảy đâu. Xong cái ở đó thì cũng đâu có chỗ ngủ, ngang đó là cái đầu dôi á, nó có cái đồn cảnh sát, bây giờ là đồn công an, cái nó có cái trường học, và trường học An Hòa, kế bên nó có trạm y xá nhỏ xíu xanh ngay đó, anh ra mấy trường. Thì lúc đó ba miền bom đạn, tại vì lúc đó biết làm sao, trời ơi, miền nào cũng vậy, khấn trời ơi Phật ơi không cứu chúng con, con gặp nạn con chạy giặt con đói con khấn ai vậy. Thì có phải là con tưởng tượng nguyên cả một cái hình chữ S, thời đó là cũng bốn mấy năm chục triệu dân, cái tài nào cũng ngày nào cũng khấn, cả cái thằng lính Việt Cộng á nó cũng khấn, sanh tử sanh bắt nhưng mà đừng có tử nam, trời Phật ơi, nói tiếng Bắc thì sao ta, trời ơi, cho con sanh bắt nhưng mà đừng có tử nam, tại vì 14 tuổi là phải đi vô và đánh rồi, phải không? Bác Hồ ơi, cho con đừng có sanh bắt mà tử nam, đúng không? Thì khấn cả bộ đội cũng khấn đó, không rồi giờ ở miền Nam mấy ông lính ơi, cha mẹ ơi, Phật ơi, cho con ra trận kỳ này được đi về. Chứ chậu xưa nó ruộng bắt quân dịch, có nhiều người trốn trong cái lưu, rồi lúc mà bắt quân dịch á, lặn xuống nước luôn á, mà lặn hết hơi trời lên, nó nắm đầu lên, thảy lên xe. Mỗi ngày mà chiếc xe mà đi bắt quân dịch á, lúc đó còn nhỏ xíu à, 7-8 tuổi mà trí nhớ tới giờ là đầy xe luôn, thằng nào nấy khóc cờ hủ. Lúc mà nó đi nó bắt y như bắt chó thời nay vậy, thảy lên rồi tới cuối làng cái bắt đầu đầy xe, bắt đầu cái xe chạy về
đi ngang nhà cái anh chị em mà đứng hai bên đường á, khóc hộ hộ thằng ở trên xe anh em gì bị bắt hết cũng khóc nữa. Hồi xưa bắt quân dịch là kiểu đó. Rồi cái nhiều nhà mình đang ngồi ngồi tự nhiên rầm rầm rầm, mấy con ông nhảy vô cái lu nước của mình, lu nước của mình vừa mới hứng ngày hôm qua, ông nhảy vô đứng vô. Nhưng mà mấy cảnh sát hồi xưa khôn lắm, nó nhìn thấy tự nhiên nước mà trong đó tràn ra lại, không lẽ con chuột gì mà bự dữ vậy nhảy vô lu nước của tôi, nắm đầu ra rồi xong không có năn nỉ. Tại lúc chạy đâu có tiền đâu, có tiền là dùi nó một cái là thả đi đúng không. Ở cái thằng nào mà đang mặc quần sờ lõn ở trần thì làm gì có tiền trong túi, nó chỉ là cái khoảnh khắc đó thôi. Mà cho tao tiền nữa hả, mày không cho tiền tôi hãy mà lên xe y như xe bắt chó. Cho nên thời đó sư phụ nhớ có những nhà ta khôn á, lúc nào cũng đưa chút tiền cho những người đó trong túi vậy đó. Hậu thân nghe con đừng xài, mà lỡ nào bữa nào nó gặp ghệ là nó ghiền rượu á, nó nghĩ ồ bữa nay làm gì có xe đi guồn bố, nó thì cứ xài chứ. Mà vừa xài xong rồi gặp xe bắt chó vô, nó bắt một cái là xong luôn, đi một cái là sanh nam tử bắc á. Còn bên kia là sanh bắc tử nam. Nghĩ lời quốc gia ngộ thời đó. Thì kiệt này khi chúng sanh khác nhiều quá, động lòng nhảy xuống, nhảy dù xuống. Rồi nhảy dù xuống chung với cái đám con nè, nhảy xuống, những nhảy xuống đông lắm, như là C-130 vậy, nhảy từ thằng xuống vậy đó. Ở trong đó có 100, nhảy nó lọt vô làm con của tỷ phú Mỹ, nó khôn dễ sợ. Sao tụi con ngu quá, tụi con nhảy. À con nhảy vậy nhưng mà từ nó sao? Tự nhiên nó phải vậy, tự vì cái nhiệm vụ của con là nó vậy thôi. Đừng, bởi vì dù nó họ thiên mình, đừng có nghĩ cái vấn đề thế gian ai giàu ai nghèo. Nhiều lúc mình giàu á, mà nó chưa chắc nó được về á. À, nghèo á, nhiều lúc á, nó được về trời xong nhiệm vụ. Cái đó mới là quan trọng, kết quả của cuộc thi này phải không? Thí nghiệm. Trầm khôn nhảy một cái qua New York. Mà ông cũng khổ quá sư phụ, giàu cũng bị đánh tê tơi, người giàu cũng khóc mà sư phụ. Bất cứ ai cũng khổ mà con. Bây giờ con nghĩ nghe, ví dụ như con cháu của Lê Dĩnh đi, ăn trên ngồi rồi giàu sang lấy biết nhiêu tiền của nước Việt đi, con nghĩ họ có sướng không? Họ vừa lấy xong họ mất chức thì họ sợ những người sau đi kiếm chuyện với họ, rồi họ phải giữ tài sản. Mà người Việt Nam á, đâu phải như người Mỹ. Sư phụ có tiền, sư phụ đóng thuế, sư phụ chạy Rolls Royce, sư phụ làm gì cũng được. Còn tụi nó đâu có đóng thuế, nó trốn thuế. À, giả dạng người ta nghèo nữa. Có nhiêu tiền chôn dưới gốc cây ha. Chôn gốc cây. Rồi chưa tính nữa. Rồi cho con đi xuất ngoại, rồi con gán đi du học nghe, để cho miễn sao mà con lên phi trường tăng nhất con ra được nước ngoài. Mà vô được phi trường trong phân hay là LA á, là được du học ở Mỹ là ngon rồi, nghe cái tiếng rồi. Họ chỉ thích cái tiếng. Nhưng cuối cùng qua đây toàn là vậy không. Mở quán nhậu hay là mở có những thằng qua đây lấy tiền nó cho dây ăn lãi mấy sòng bài nữa. Rồi đi mua đất nó trồng càng xa nữa con. Còn mấy thằng mà nó khôn hơn chút á, mà lương thiện hơn á, thì mở 5-7 tiệm nail đi vòng vòng. À, lụm tiền lại phải không? Còn thằng nào mà ví dụ ba nó mặn hối lộ ít á, nó không có đủ vốn để mở nhiều tiệm nail thì nó phải đi vũa nail. À thì cũng là cái nghề lương thiện, giàu sao á là cũng là chánh nghề chánh. Chứ còn hơn là giống như ông bí thư Sài Gòn hay bí thư Hà Nội, lãnh lương tháng không có tới nhiêu ta, ngàn đô mình tính tiền Mỹ không tới 700 đô, 1000 đô nữa. Còn đây mình làm chơi thôi, 7-8 nghìn tháng. Hơn mấy ổng là 7-8 lần. Thì làm sao mà tránh một cái xã hội không có tham nhũng. Phải hút chứ, nó hút. Hút khi nào mà nước Việt cái mẹ Việt Nam ốm nhách. Còn có cái xương thôi. Bây giờ mẹ Việt Nam không còn xương nữa, còn da không à.
bây giờ biển thì cũng không có được đánh, rừng thì không còn cái cây nào hết trơn á, dầu quặng mỏ đậu Hoàng Sa Trường Sa là bị ta lấy hết rồi. Ví dụ như nếu mà không kêu Liên Xô vô thì tàu nó lấy, mình đâu đủ sức để mình giành của mình, thì kêu Liên Xô vô, Liên Xô lấy. Cũng giống như giờ con kêu con bị chó sói ở đầu, ở trên đầu mình nó ăn hiếp, cái tự nhiên con đi thỉnh con beo về để bảo vệ mình, con beo nó còn dữ hơn nữa. Ok, mày là con nai. Ok, giờ thôi, cái giờ con beo với con sói hai thằng. Hey, sói gì đó anh beo. Beo là Putin đó, Putin beo. Sói là Tập Trung Bình. Hey, sói mày mà bây giờ táo mày tính xử sao hôm nay này, bây giờ nó không còn gì để mà mình ăn rồi. Bây giờ tới khi mình ăn nó thì giống như đi thợ săn mà hết chim mà ăn chó vậy đó. Giờ mình tính làm sao? Ok rồi, mày khúc đầu tao khúc đuôi nha. Cái bắt đầu lòi sói với lòi beo nó dữ lắm. Cái nó thấy khúc đầu thì còn xương với cái sừng nữa không? Cũng hơi được khó nuốt. Khúc đuôi á thì miền Nam màu mỡ, mà giao cho beo á thì beo sói là tiếc phải không? Hai thằng đang phân vân. Đó, Phật nước Việt giống vậy. Tội nghiệp nay tơ. Nay tơ đi lạc đàn. Tới cứu cái con bè con nai đó. Con nai làm sao? Lúc mà hai thằng nó phân vân nó chưa có xử con nai thì là có người sư tới phụ. Cứu, đó là sư phụ. Tới cứu con nai. Cứu được hay không á là con nai nó phải biết chạy về hướng sư phụ. Nó cầu cứu với sư phụ. À, trên thế gian cái định luật con ruột của con á, nó không có chịu quay đầu, nó không có nghe lời con, nó đang u mê giữa màu hồng của thế gian rồi vui lạc thú với những cái người xấu. Con muốn cứu đâu cũng được, đó là nguồn sống của nó. Từ khi nào nó bỏ những cái lạc thú đó, nó quay đầu thì con mới cứu được. Chừng nào nó sáng mắt, Đức Thầy cũng vậy, Phật trời cũng y như cái định luật đó. Nó chạy về. Chạy vừa kêu cứu không? Chỉ cần chạy thôi, giờ đâu cần kêu. Sư phụ không có, sư phụ ở đây là đã là hú còi 4 năm rồi. Ở đây chạy tới đây, chạy tới Đức Thầy có, họ đâu chịu nghe. Họ nói mày điên, mấy sói mấy con beo này là người bảo vệ tao mà, người thân của tao mà, mày đó mày la sùm mày phá đám, đồ khùng. À, thì nay nó đang lý luận vậy đó, đang bảo vệ tao, nhưng mà tự nhiên xấu với con bèo có cái tâm của nó như thế nào. Con nó còn ăn thịt nữa, đừng nói mà gặp giống khác phải không? Ừ.